Hello, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt ở cổng làng văn hóa dân tộc Mông để tham gia vào cái ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival Khèn Mông 2020. Đây là cái cổng vào. Trước khi vào chúng ta để xe, gửi xe ngoài. Tốt nhất cái đeo khẩu trang này. Vào trong xem. Đây. Đấy, cổng vào đây. Điểm check in thuộc thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi. Giờ mình mới vào mà đã đi về thôi, chẳng có gì. Rồi mình sẽ rẽ sang bên này chứ. Ở đây sẽ có 3 khu chính nhé. Khu này là khu B. Đó, đây, các bạn ấy nhìn thấy cái biển chỉ dẫn này. Khu B, khu C và khu A. Đây là khu B này. Đây. Các số ở khu B nhá, khu B mình đang đứng ở cổng là khu B này. Khu C này. Ở đây có các thông tin đối thoại. Lỗi mà sao kéo tiếp đi. Kéo tiếp đi. Hai quả trứng. Hai cái thích ạ. Ngày hội văn hóa và Festival Khèn Mông 28-29 hôm nay và ngày mai. Đi về lại hàng nhá. Đó, ở đây sẽ trưng bày những cái ảnh đẹp nhất về Pang Đá. Wow. Rồi mình sợ lạc mất đấy. Không biết ở rồi. Từ nha. Rồi, đi lên nè, đi lại. Bên trong này đang có cái hội thi nhá, mình sẽ vào trong này luôn. Hội thi ở khu A. Cái này ăn món truyền thống. Còn không biết là thi gì đây. Bịt mắt vịt nha. Hơi đông. Trước khi vừa hết trận mình sẽ quay qua đây một vòng. Ẩm thực Pang Nguyên Đá đấy. phố. Rồi, bắt đầu tôi đã quay lại nha, quay lại về. Rồi bắt được 2 con luôn. Thành điền này rất là nhanh. Rất là Pả Vi, mình bắt được cả 2 con rồi. Có trò đâu. Có chứ. Đây là bên trung tâm chính của khu B và tối nay sẽ diễn ra khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Festival Khèn Mông 2020. Bên này không đi được. Xong bên này vòng đi. Nó đi. Em vô đây. Em đấy, anh quyết được kia em hỏi như nào có phải không? Để anh còn biết. Xong đi dạo một vòng đây. Cái cây ở giữa này mình cũng không nhớ là cây này là cây gì. Cây này hình như là cái lễ hội Gàu Tào ấy là hay có. Hay có cái cây này mình không nắm được cây này nó là cái gì. Rất nhiều người check in, chụp ảnh. Đây cái sản phẩm vải lanh của bà con này. Tôi sẽ quay ra đây xem bên này đang diễn tập. Mà tối nay thì ở trung tâm thành phố Hà Giang thì cũng khai mạc cái lễ hội hoa tam giác mạch 2020 nhé, tổ chức sự kiện là trùng hai cái sự kiện này. Thi nào, chạy thử nào. Đấy, đi cả kheo. Sơ về hiện vật nhá. Đây cái nhà trưng bày. Đây cái vòng cổ này, vòng tay, dây bạc, cái này của dân tộc Mông nhá. Ống dây hát giao duyên. Cái này một cái với tai hát vậy. Sáo thường, sáo Mông thường. Váy chất liệu lanh. Khăn buông lên. Đây là cái khung cửu. Đây cái cây lanh đây, chính xác là cây lanh mà người ta tước ra để khô, phơi khô tước ra. Đây khung cửu dệt vải lanh đó. Cái vải vừa nãy các bạn mình quay cái đoạn ở giữa khu B đã có cái tấm vải nó phơi ấy. Vải dệt. Quá trình xử lý phơi rất nhiều. Đây sẽ có cái bàn thờ. Đây nó mô tả đặc trưng của một cái ngôi nhà của dân tộc Mông nhé. Đây cái bàn thờ. Bàn thờ sẽ như thế này nhé. Đây cái giữa nhà là sẽ cái chỗ ăn cơm. Đây cũng là một chỗ ăn cơm này. Chỗ này tiếp khách. Xin lỗi mình nhầm. Chỗ này ăn cơm. Đó. Đây là cái chỗ bên cái chạm bát này. Cất rượu, cái lò cất rượu, rồi là mèn mén cất rượu chảo, cất rượu. Thì ở đây là cái chum rượu. Đấy, ngô là treo góc nhà. Đó. Đây là bát gỗ, nhưng mà mình không thấy cái bát đâu. Chậu bằng gỗ, tất cả đều bằng gỗ. Bát gỗ, thìa gỗ này. Chén mùi cũ giày. Cái đôi giày này rất là lạ. Cái này mình thấy ở dinh thự nhà Vương một lần rồi. Ở cái hiện vật ở đấy cũng có cái giống y hệt cái này. Dao quắm này. Dao này thì dao này hút mưa đây. Đây, bên này. Đây, cái dụng cụ lao động sản xuất. Rồi là cày này, cày bừa này. Cái này không rõ. Yên ngựa đây. Đàn tròn này. Yên ngựa đây. này cái máng cho lợn đấy, máng lợn này, lưỡi cày, cái ghế ngồi được làm bằng đây, làm bằng như cỏ hay là cái gì đâu, nó không phải bằng gỗ, điệu cày. Đây xong vật bên này đây. Cái này mình không rõ này, cái này ở bên yên ngựa. Cái này là cái con dao mà thái cỏ trong ngựa ăn đấy. Con dao này người ta thái đấy. Đây là cái này cái chày, cối, giã, bây giờ giã cái gì, giã chung là giã để giã. Đấy, xung quanh thì có như thế này đâu, nhà trưng bày. Đây, bên ngoài cửa thì sẽ có một miếng vải đỏ và dán ba miếng này. Đấy là đây cái vải vừa nãy đây, vải này nhá, mình vừa nhìn thấy vừa cho bạn xem đây, cái vải nó dạng thô như thế này các bạn nhé. Các bạn thành phố không bao giờ được nhìn thấy cảnh này đâu. Đó là cảnh đang xanh ngô của đồng bào người H'Mông ở đây. Okay. Đấy. Tối nay sẽ khai mạc ở đây nhá. Nhưng mà hiện tại thì tối nay mình không ở lại được, thì sáng mai mình mới quay ra. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu quay ra đây. Đó, đây cổng ra. Rất là đẹp. Đây cổng thì có hai khèn rất là to, làm cổng chào luôn, cổng để vào luôn. Cái này buổi tối chắc rất là đẹp. Rồi mình xin tạm dừng video và đi quay trở về nhà đây. Chào các bạn nhé, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo video mới nhất từ kênh của mình nhé. Chào các bạn.